đến từ Namibia. Ở đây là Giang đang cùng Dương sau và Nhung đã có sập một ít sập khoáng lên để cấp tốc nước cho Giang một xíu. Trong quá trình mà mình chọn mình đắp mặt nạ nè, hôm nay mình sẽ đắp một cái miếng màu xanh này, đó là dùng ẩm thực hoàn toàn duy trì được ẩm cho da. Đắp mặt nạ nha, hôm nay mình sẽ đắp màu xanh. Thì không biết các ai đắp mặt nạ giống Nhung không, thì hôm nay cuối tuần vào buổi tối nữa nên lâu lắm rồi mình mới có cái thời gian như thế này, và mình quyết định là thử cho làn da của mình. Xong rồi bây